Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục sức khỏe cho mọi người của Đài Phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ dành thời gian để chuyển quý vị và các bạn những thông tin cần biết về bệnh viêm phổi, một trong những căn bệnh thường gặp lúc giao mùa. Tiếp đó, một kiến thức y học bốn phương sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số liệu pháp chữa bệnh bằng mùi hương đang được nhiều người lựa chọn. Bây giờ là nội dung chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, tại các cơ sở y tế, thời điểm giao mùa hiện nay, số trẻ đến khám và điều trị tăng vọt. Thậm chí tại bệnh viện Nhi Lâm Đồng, có những lúc tiếp nhận bệnh nhân gấp 2 lần so với ngày thường. Bệnh nhân mắc bệnh về đường hô hấp chiếm đại đa số. Trong đó, bệnh nhân viêm phổi nhập viện chiếm số lượng cao. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại khoa khám cấp cứu hồi sức sơ sinh và chống độc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dù chỉ mới là ngày đầu tuần, vậy mà các giường bệnh tại phòng sơ sinh của khoa khám cấp cứu hồi sức sơ sinh và chống độc Bệnh viện Nhi Lâm Đồng luôn trực kín bệnh nhi. Với kiểu thời tiết thất thường lúc giao mùa, sáng đêm lạnh, trưa nắng ấm, biên độ dao động nhiệt lớn là nguyên nhân khiến nhiều trẻ mắc bệnh. Số trẻ đến khám tại khoa cũng tăng mạnh, gấp đôi so với thời điểm trước đó. Hầu hết các ca bệnh đến khám và nhập viện do bệnh lý hô hấp đều có biểu hiện rõ rệt là hắt hơi, sổ mũi, ho ngày càng tăng, ho nhiều, có đờm, đau họng, viêm phế quản. Theo các bác sĩ, nhóm trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi sức đề kháng kém nên nguy cơ mắc bệnh cao hơn trẻ trên 6 tháng tuổi. Hơn nữa, viêm phổi ở trẻ nhỏ cũng không biểu hiện rõ như trẻ lớn mà ít có dấu hiệu điển hình. Có những trẻ thậm chí không sốt, không ho nên việc nhận biết dấu hiệu là rất khó. Ở nhà nó chỉ ho một hai tiếng là em đem đi bệnh viện Đông Dương xong rồi chuyển lên đây. Như bệnh viện Đông Dương thì cháu nó chỉ hai ngày đầu thì bình thường, ngày thứ ba thì cháu nó ho nó hơi tím, thì em sợ em xin chuyển viện lên đây. Thời tiết giao mùa khiến cho cơ thể phải tập thích ứng với sự thay đổi, đặc biệt là sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm. Người già và trẻ em là hai nhóm đối tượng chính dễ mắc bệnh. Vì sức khỏe yếu, hệ miễn dịch thiếu hoàn thiện sẽ khó có thể thích nghi với sự thay đổi. Điều đáng lo ngại là có không ít trẻ bị viêm phổi mà không có dấu hiệu biểu hiện ra bên ngoài hoặc có dấu hiệu rất mờ nhạt, cha mẹ phải để ý rất kỹ mới có thể nhận biết được. Thậm chí có thể dễ nhầm với ho cảm thông thường, nên nhiều trường hợp khi nhập viện thì bệnh đã quá nặng. Dạ, nó nhập viện tối thứ 6 mà nó bị ho nhiều, như là nó sốt. Giờ thì nó chích thuốc thì em thấy nó cũng đỡ đỡ, cũng còn ho nhưng mà cũng đỡ hơn. Sốt thì nó giảm rồi mà còn ho, nó ho về đêm nhiều. Đa số trẻ bị viêm đường hô hấp trên thể nhẹ chỉ kéo vài ba ngày là tự khỏi, mặc dù không dùng kháng sinh, bởi vì hầu hết do virus gây ra. Cần lưu ý là khi trẻ bị viêm đường hô hấp, người nhà luôn luôn chăm sóc và theo dõi bệnh tình của trẻ. Bởi vì bệnh có thể diễn biến phức tạp từ thể nhẹ có thể trở nên nặng trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy các bậc phụ huynh cần làm gì khi trẻ bị viêm phổi và dấu hiệu để nhận biết giữa bệnh viêm phổi và bệnh hen phế quản ở trẻ như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Lê Thọ, giám đốc Bệnh viện Nhi Lâm Đồng ngay sau đây. Thưa bác sĩ có thể tư vấn cho các bậc phụ huynh được biết cái cách để phân biệt được giữa bệnh hen phế quản và bệnh viêm phổi như thế nào, trong khi hai bệnh này là hai bệnh mà thường có những triệu chứng mà gần như là gần giống nhau. Để mà mình phân biệt giữa hai cái loại bệnh mà viêm phổi với lại bệnh hen phế quản thì thật ra là cái triệu chứng nó giống ná nhau, nên bởi vậy người dân thì cũng khó phân biệt được. Thì cái tiền sử bây giờ tôi nói trước là cái bệnh viêm phổi, thì viêm phổi như người ta chia làm là ba loại lứa tuổi. Thứ nhất là lứa tuổi dưới 2 tháng, lứa tuổi thứ hai là lứa tuổi từ 2 tháng tới 12 tháng, và lứa tuổi thứ ba là từ 12 tháng đến 5 tuổi và nó lớn hơn. Thì như vậy thì sao? Thì cái triệu chứng viêm phổi là chúng ta chủ yếu là thứ nhất là mẹ nó, thứ nhất là ho, có những cái đứa nó không ho đâu, nhưng mà nó nhịp thở nó nhanh. Ví dụ như đứa mà dưới 2 tháng là nhịp thở trên 60, và đứa mà từ 2 tháng đến 12 tháng đó thì nhịp thở là trên 50, mà trên 12 tháng thì nhịp thở là trên 40. Đó. Và thứ hai là những triệu chứng mà viêm phổi nặng á, thì mình thấy là thứ nhất là nó rút lõm ngực, rút lõm ngực mình nhìn thấy, mà nó có thể nhìn thấy con nó thở rồi rút lõm. Cái thứ hai là nó rên rỉ và nó bú kém.
Đặc biệt đó, là đối với mà trẻ mà dưới 2 tháng là chúng ta thấy là nó bú kém, thì chúng ta là đó là viêm phổi nặng rồi. Còn đối với những cái trẻ mà từ 2 tháng tới 12 tháng hoặc lớn hơn á, thì nó là nó bỏ bú. À, như vậy là chúng ta là thấy là những cái dấu hiệu đó. Như vậy để làm sao mà bố mẹ được phân biệt được cái với cái hen phế quản, thì hen phế quản đó thì theo cái Tổ chức Y tế Thế giới người ta định nghĩa là hen phế quản, nghĩa là có cái cơn khò khè trong một tháng trên 3 lần thì người ta mới gọi là hen, nghĩa là em bé nó phải có lặp đi lặp lại, chứ không phải cơn đầu tiên là chúng ta xác định được hen phế quản nha, lặp đi lặp lại cái cơn khò khè, và thường nó khò khè về đêm. À, đêm về sáng là nó khò khè, và có thể là cái hen phế quản nó không sốt, tự nhiên nó lên, thời tiết thay đổi tự nhiên em bé lên cơn hen khò khè. À, thì đó là những triệu chứng viêm hen phế quản thì chúng ta phải điều trị. Trong cái thời tiết của Đà Lạt hiện tại bây giờ là sáng và tối thường là trời lạnh, còn buổi trưa là nhiệt độ tăng dần lên. Như vậy cha mẹ cần phải làm như thế nào để có thể giữ ấm cho trẻ để tránh cái tình trạng bị viêm phổi và viêm hen phế quản? Thời tiết Đà Lạt thì thường là 4 mùa trong một ngày. Do đó chúng ta thấy là sáng lạnh, rồi trưa nóng và chiều lại lạnh lại. Do đó là cái khí hậu của nó thay đổi rất nhiều. Do đó là cái nó có giao mùa thì trẻ con rất là bệnh nhiều. Nên các em bé thì khuyên bà má, ông bố bà mẹ là cố gắng, thứ nhất là đối với lạnh thì chúng ta ủ ấm, giữ ấm cho trẻ. Chúng ta cũng đừng có nên dùng nhiều cái quạt sưởi hay là những cái bếp than. Những cái đó là thứ nhất là những cái khí nó ra, khí carbonic nó ra, nó độc, nó gây là viêm phổi cho con nhiều. Cái thứ hai nữa là đối với mùa nắng, mùa trưa nắng ấm thì chúng ta phải thoáng mát. Chúng ta không ủ ấm cho trẻ con. Và chiều lạnh cũng vậy, chúng ta phải giữ ấm. À, mặc đồ ấm trong nhà. Do đó thì để phòng bệnh cho trẻ con thì tôi khuyên là chúng ta phải tiêm chủng đúng cái lịch tiêm chủng của trẻ con. Ngoài ra chúng ta nếu mà có điều kiện chúng ta phải tiêm thêm một số vaccine khác để mà bảo vệ cho trẻ con nữa. Và cái thứ hai nữa là trong cái thời tiết như vậy đó thì tôi còn đã khuyên rồi, thì thứ nhất là chúng ta giữ ấm khi lạnh và nằm thoáng mát khi mà nó nóng, và dinh dưỡng đầy đủ, và chúng ta cũng phải hạn chế tiếp xúc với những cái người hay là những cái em bé mà nó bị cảm cúm, bị viêm phổi đó thì chúng ta phải hạn chế tiếp xúc, chứ chúng ta tiếp xúc nhiều thì cái khả năng lây nhiễm nó còn cao. Vậy lời khuyên của bác sĩ như thế nào dành cho các bậc phụ huynh khi mà có con hiện tại đang mắc bệnh viêm phổi, cũng như là điều mà việc phòng và tránh bệnh viêm phổi? Các em bé mà đang bị bệnh đó thì chúng ta khuyên, thứ nhất là chúng ta phải điều trị cho nó triệt để. Chúng ta đừng có tiêm thuốc kháng sinh hay là uống thuốc kháng sinh nó không đủ liều. Có những cái bà mẹ bố mẹ là nóng ruột, uống 1-2 ngày, tiêm 1-2 ngày là nó không hết. Chúng ta phải đúng đi khám bệnh, tới cơ sở y tế khám và được khuyên của nhân viên y tế. Cái thứ hai là vấn đề, thứ nhất là hai vấn đề dinh dưỡng cho nó tốt. Cái thứ ba là uống nhiều nước lên, và chúng ta giữ ấm trong mùa lạnh và thoáng mát cái mùa hè, và chúng ta tiêm chủng cho nó tốt, tiêm chủng tất cả các vaccine tiêm phòng ngừa ở trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng. Và một cái nữa là tôi cũng khuyên rằng là chúng ta vấn đề mà giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, tránh bụi bặm, gió luồng, những cái vấn đề đó nó cũng tác động tới vấn đề mà gây ảnh hưởng tới vấn đề bệnh tật của trẻ con rất nhiều. Xin cảm ơn bác sĩ với phần tư vấn vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, một số mùi hương được cho là giúp bạn ngủ ngon, giảm lo âu, giảm đau đầu hoặc buồn nôn. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học cho thấy, các thụ thể khứu giác hiện diện khắp cơ thể và họ có thể ứng dụng liệu pháp mùi hương để điều trị các bệnh khác nhau, thậm chí là ung thư. Hương thơm có thể giúp bạn thư giãn, cải thiện tâm trạng hoặc có tác dụng kích thích, và chúng còn có thể mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Ở bệnh viện Isamo miền Bắc nước Đức, liệu pháp mùi hương thậm chí còn được sử dụng trong phòng hồi sức tích cực. Bác sĩ Andrea Quamut đang áp dụng những mùi hương tự nhiên như oải hương hay tuyết tùng để trị bệnh, và kết quả mà cô thu được là rất tích cực. Tại bệnh viện này, chúng tôi đã sử dụng tinh dầu trong băng gạc, túi chườm nóng hay dầu xoa bóp cho những bệnh nhân cảm thấy buồn nôn, nhức đầu hay tâm trạng tồi tệ. Bác sĩ Andrea Quamut còn đặt những bình xông hơi tinh dầu tại phòng chờ khám bệnh. Cô nói rằng nó giúp bệnh nhân và cả những nhân viên cảm thấy tốt hơn. Chúng tôi sử dụng tinh dầu như một liệu pháp làm dịu và giúp bệnh nhân không còn cảm thấy sợ hãi khi khám bệnh. Nó cũng giúp mang lại cảm giác thoải mái cho các nhân viên y tá. Đây là một khởi đầu thành công và tất cả đều đã có những trải nghiệm tích cực.
Nhưng theo nhà nghiên cứu Heinhardt thì mùi hương còn có nhiều công dụng hữu ích hơn nữa. Ông đã có những phát hiện thú vị và bất ngờ. Chúng tôi phát hiện rằng cơ quan cảm nhận mùi hương của chúng ta không chỉ ở mũi mà còn ở khắp cơ thể, trong mọi cơ quan nội tạng, trong mô phổi, trong đường tiêu hóa và cả trong da. Những tế bào khác nhau sẽ phản ứng với những mùi hương khác nhau. Chẳng hạn như xạ hương, mùi hương của thời gian, được cho là có tác dụng kích thích ruột, nơi có nhiều thụ cảm với xạ hương, hay sandalwood, được chiết xuất từ cây đàn hương, dường như rất có hiệu quả trong việc làm lành vết thương, bằng cách tăng tốc sự phân chia của tế bào da. Khi các nhà nghiên cứu kiểm tra các tế bào ung thư để tìm kiếm các thụ thể cảm nhận mùi hương, họ có một phát hiện thú vị khác, đó là các tế bào ung thư có nhiều cơ quan thụ cảm mùi hương nhiều gấp 10.000 lần so với các tế bào khỏe mạnh. Thậm chí một số tế bào ung thư còn ngừng phát triển khi được tiếp xúc với một số mùi hương nhất định. Nhiệm vụ của họ là tìm ra những khối u cụ thể nào sẽ phản ứng với những chất cụ thể nào. Chúng tôi đang tìm xem xét bệnh nhân ung thư phổi, bệnh ung thư đại tràng, ung thư da và ung thư vú. Chúng tôi nhận thấy những cơ quan thụ cảm mùi hương đặc biệt này với số lượng lớn, và chúng tôi đang cố gắng kích hoạt chúng. Có thể trong 10 năm nữa, chúng tôi hy vọng làm chậm sự tăng trưởng của khối u thông qua những thụ thể mới này. Nhưng chặng đường nghiên cứu vẫn còn dài và các thụ thể mùi hương mới sẽ không thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư. Đây không phải là việc ngửi mùi hương. Nếu bạn muốn sử dụng các chất này như là một phần của phương pháp điều trị ung thư, bạn phải đưa hương thơm qua thuốc hoặc tiêm trực tiếp lên các mô ung thư để đạt nồng độ cần thiết. Nhưng để tận hưởng những niềm vui đơn giản của liệu pháp hương thơm tại nhà, bạn chỉ cần thêm một vài giọt tinh dầu hoa oải hương hay tinh dầu bạn yêu thích vào muối, sữa hoặc đường rồi đổ vào bồn tắm. Ngâm mình trong nước, hít thở sâu và để hương thơm phát huy tác dụng của chúng. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục sức khỏe cho mọi người kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.